Hello và chào anh em đã trở lại với Minecraft Big Salmon nha. Một bữa là tôi đi vòng quanh thế giới, gọi là đi tứ phương tám hướng luôn để mà tôi bắt Pokemon. Và như vậy thì nó rất là rộng rãi, nó rất là nó kiểu như sao ta? Nó cái này nó rất là rộng, nó không có được có cái gì đặc, nó không có gì đặc biệt. Ông mày đi nói cái đéo vậy? Ý tôi là thứ nhất là nó không có gì đặc biệt nha. Rồi thứ hai là nó gọi là kiểu như là không có mục tiêu cụ thể vậy, cho nên là hôm nay tôi sẽ quyết định tôi đặt một cái mục tiêu cụ thể, là tôi sẽ hốt xác hết cả cái đại dương này, nên là tôi sẽ bắt những con Pokemon ở dưới biển. Như vậy thì nó sẽ có một cái gì đó cụ thể và thú vị hơn. Chết mẹ hết oxy. Rồi giờ chúng ta sẽ xuống hốt con Manaphy này trước. Manaphy. Oh shit. Hey. Fuck. Im. Im. Fuck you. What the fuck? Ở đùa nha. Ok. Manaphy level 50, ui level 50 hả? Chết chưa? Nó thấp đi. Từ tôi còn phải lôi anh bạn Darkrai của mình ra. Ok. Nó không cho tôi chạy anh em ơi, nó không cho tôi chạy, mất dạy. Ok, rồi. Tôi còn phải, ê, hết oxy hoài. Này tôi sẽ còn phải lôi anh bạn Darkrai ra. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống đây chúng ta chơi với nó. Manaphy, ơ mẹ. Manaphy, ok, ngon lành. Hypnosis. Rồi đây bạn Manaphy của chúng ta đây. Đó, nhỏ nhắn xinh xắn. Không biết là có vừa hay không. Ý tôi là vừa 4 ấy. Ừ. 3 lắc này, 4 lắc này, ui dễ thế. Ngon. Ngon, rồi xong. Thì tiện thể lúc mà tôi bắt mấy con Pokemon ở dưới biển thì tôi cũng, ui, Lunala nữa nè. Adu. Ủa sao hôm nay nhiều legend xuất hiện vậy ta? Mà con Lunala này nhìn nó là lạ nè. Nó có cái gì màu đỏ nè chứ nó không có. Cái màu của nó không bình thường, nó có hai con mắt ở hai bên nè. Không biết là hình dạng của nó là kết hợp giữa con gì với con gì ha. Được đi. Được luôn. Ui, vãi vãi là được luôn kìa. Vãi là. Thôi, chúng ta sẽ bắt đầu vào nhiệm vụ chính nha. Mà mình đã hốt xong Lunala rồi. Hy vọng là tôi có thể tìm thấy một con gì đó. Ý, Wishy. Ok, chúng ta sẽ còn phải tìm một cái vị trí nào đó hợp lý. Rồi, chúng ta sẽ thả neo ở đây. Có Warmer bên kia. Có Magikarp, Warmer ở dưới. Là Magikarp với Warmer không ta? Không có con gì khác à? Ô, trứng nữa. Một quả trứng đây nữa. Và chúng ta được một con Machop. Ok, ủa sao cái chiêu này dễ né ta? Nó né nãy giờ luôn á. Đó, rồi ngủ rồi. Ui, một Batu kìa. Opto Octavius. Một con Batu. Ok, con này nhìn khá là lạ, hình như con này của Gen 8 đúng không nhỉ? Tôi không rõ lắm, từ Pokemon từ Gen 8 trở đi nhá. Từ Gen 8 trở lên là mà tôi thề tôi mù luôn, tôi biết gì hết. Con này thì tôi nhớ hình như là Gen 8 ấy. Ui. Ok, ui, ủa con này bắt rồi hả? Rồi bắt rồi thì thôi. Đây tôi có làm ra một cái chỗ để water là Pokemon thể nước đây. Bây giờ tôi sẽ còn phải quăng. Fuck. Bây giờ tôi sẽ quăng hết mấy con. Khoan, Legend để đây. Rồi, Legend, ok, Lunala để đây. Machop để bên này. Hệ nước thì có Mario nè. Rồi, Citra. À đúng rồi, tôi còn một con nữa. Con, đây con này Aragonite Shiny đây. Đó, một dàn Pokemon hệ nước luôn. Ok, qua mơ đây. Tôi sẽ còn phải rút trứng của mấy con này ra. Ê khoan, 7. Vô đây. Ê, từ. Starter là mình phải để bên này. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hóa. Thứ nhất là con Warmer. Shoulder là như là tiến hóa bằng Waterstone đúng không? Ok. Và hết. Mario. Ok. Đó, tôi còn một thứ cực kỳ quan trọng. Đây, tôi còn phải có cái cửa. Khoan. Chế cỡ 9 cái ha. 9 cái cửa. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi đào Waterstone như thế này. Rồi. Ê, Aracuda. Kuya. Ok. Level 11 hả? Hơi thấp. Level 11 nhiều khi mình quăng 4 nó vô luôn á. Chuẩn. Đó. Hai quả. Bây giờ, ê, con gì đây? Carbock. Barbock. Ok, nó tên là Barbock. Khoa bức hả? Mẹ. Con này chắc giàu lắm à, khoa bức.
Rồi tôi sẽ quăng một quả Ultra Ball vào đây. Warmer này, béo chưa? Ê, trên đây có con cá này nè. Rồi xong bắt được luôn rồi, mấy con này dễ nha. Khoan, Helping Hand. Rồi xong Mario đã tiến hóa Sabido. Ok, chúng ta có một bạn Sabido bên này à, có một chị đang bơi trên đây. Rồi chúng ta tiến hóa thành một con. Ui, còn gì chưa kịp đọc tên. Azumarill. Ok, Azumarill nhé. Kosola. Con gì lại? Ê, con cá gai tôi còn cá gai tên gì tôi quên bạn rồi. Đợi trước hết tôi sẽ bắt con Kosola này. Ồ, thoát rồi. Để thôi cứ cho nó đi ngủ trước ha. Rồi tôi đéo muốn hết bao nhiêu con này đâu tôi mơ. Fuck you. What the hell. Thôi rồi. Nào. Mày nhường. Cô ơi, ở giờ nó vô nè. Hay mày đứng ngoài quăng, đứng ở ngoài quăng thì nó vô. Khoan, từ tôi cần oxy. Ok rồi, thêm một con Wii Fit ở đây. Ui, có cái bánh lái kìa. À không, cái này cái mỏ neo. À không, cái bánh lái với cái mỏ neo hợp lại thành một. Hello, chào, bánh lái và mỏ neo hợp lại thành một. Đó là con người. Rồi xong, bắt được rồi, ngon. Đây, Aurora Beam. Bỏ Watergun đi. Playground, bỏ Slam. Ok. Rồi tôi còn phải lên bờ, tôi chỉnh lại một số thứ đấy. Lapras. Hello bro. Level 31. Tuyệt vời. Hypnosis nè. Cho nó ngủ cái. Ngủ. Ngủ, ok, ngủ. Ở dưới kia có con gì ấy? Con cá gì kìa anh em, đúng không? Nó đi bơi bơi mẹ. What the hell. Ui ui, cái con gì ấy? Con gì Kawi. Kawi gì lại? Cây ghi chắc bóc rồi. Ghi này chắc bị vấy bẩn nhiều lắm nè. Chắc bóc à. Mình nhìn giống cá. Con cá gì ta? Cá đầu kiến. Từ lẹ 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 Labrador ơi, lẹ Labrador ơi. Con dưới nó mà đi spawn là tao bóp mày á. Làm ơn, làm ơn ơi, vô đi. Vô đi. Vô đi mày ơi. Đúng rồi, vô rồi. Đúng rồi. Nào tiến hóa là cắn. Bây giờ không phải lúc là tiến hóa. Ok, ngon, không đến là tiến hóa hết, tốt. Rồi. Bạn ơi. Ôi, nhìn cụ tè. Ơi, nó có hai cái đầu. Hai cái đầu kia nhìn như hai cái đầu bút ấy. Ui, Iron Leviathan luôn. Quá ghê gớm. Nghe tên cái là thấy ngầu liền. Đi ngủ liền. Ngầu quá đi ngủ liền. Được rồi. Ủa vô luôn ha. À đu vô luôn nè. À đu. Ô dễ. Hai game dễ thế. Hay. Vậy giờ tôi có tới ba con cao ghi luôn. Bỏ qua tập lên. Flare. Ok, Krabby đang tiến hóa. À đu Grimmer đang tiến hóa cho này luôn nè. Hai con tiến hóa. 4. Rồi xong. Warmer tiến hóa luôn. Razorcell. Rồi bỏ Metal Cloud đi. Warmer đang tiến hóa. Nó sẽ tiến hóa thành con cá chà bạc to nhất thế giới. Đó, quá to luôn. Nó nhìn mặt nó cười nữa chứ. Ôi, một con Kiwi Baby. À, con này tôi có rồi. Vậy thôi. Thôi qua thăm nó đi. Qua vuốt ve cái nhẹ nó. We hello Kiwi baby. Acid ammo. À đủ nhiều ấy. Ngon. Ui, Sunny Magic Cap. Ở này tôi có một con rồi. Nó có con Sunny Gia đó rồi. Lấy Sunny Magic Cap gì đâu. Bây giờ tôi sẽ coi thử là nãy giờ tôi bắt được Legend gì. Nhưng mà trước hết là tôi còn phải nhét mấy con hệ nước qua đây cái nào. Ok. Ok á. Nãy giờ là có con Iron Leviathan này. Con Iron Leviathan đây. Đây. Bỏ này vô đây. Này vô đây. Luca bỏ qua đây. Rồi chúng ta có con Lunala. Con Iron. Con này với lại Manaphy là ba con. Ok, một tập hôm nay mà mình bắt được ba con Legendary luôn. Ok, nói chung là đam thì nó cũng chưa cao lắm đâu. Chắc là do mình chưa có kiểu mấy cái skill mạnh ấy.
Mình khoái nhất là khoái con này 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 đó. Ui má nó to to chà bá luôn. Ôi giờ tôi mới để ý hình như con này màu xanh chứ không phải màu trắng. Ok mút đi qua tờ bụp đó đi luôn. Nói chung là ngon, khá ngon, quá tuyệt vời. À quá to. Chiu.